Chuyển sang một thông tin liên quan đến phim ảnh, Pong Nhi được xem là tác phẩm mở màn cho điện ảnh Việt sau dịp Tết Nguyên đán 2023. Chia sẻ ngắn gọn về phim thì đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết anh cùng với cả ekip sản xuất của mình mong muốn bộ phim này sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho khán giả. Bên cạnh đó thì thông điệp ý nghĩa của bộ phim cũng sẽ được khán giả chia sẻ và lan tỏa rộng rãi. Pong Nhi thuộc về thể loại tâm lý kinh dị pha màu sắc tâm linh. Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, tác giả kịch bản phim, tiết lộ chị đã ấp ủ ý tưởng viết kịch bản này từ 7 năm trước, dựa trên nhiều câu chuyện mình đã gặp trong cuộc sống cũng như quá trình làm nghề. Pong Nhi không chỉ là kịch bản có tính đời cao bởi khán giả có thể thấy thấp thoáng đâu đó câu chuyện trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn là đoàn phim cố gắng đưa vào tác phẩm cách kể khác nhau nhưng sự ám ảnh say sứt của những người đã quyết định phá thai vẫn vẹn nguyên. Điều này nhấn mạnh rằng phá thai chưa bao giờ là hành vi đơn giản là để giải quyết hậu quả. Dù thuộc thể loại phim kinh dị nhưng bộ phim không đi theo chủ trương hù dọa hay là tập trung quá nhiều vào yếu tố gây rợn, mang đến cảm xúc sợ hãi cho khán giả. Thay vào đó, phim vẫn đề cao tính nhân văn, thông điệp ý nghĩa và đặc biệt là những cảm xúc nhân vật trải qua từ những quyết định sai lầm của họ.